từ bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, sau một tháng được nuôi dưỡng và chăm sóc từ thầy thuốc bệnh viện, bé sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường trong tình trạng không một tấm vải trên người, bụi đất bẩn dính đầy mặt với hàng trăm con giòi bò khắp cơ thể đã được một gia đình đón nhận. Theo đó, sau một tháng được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, bệnh viện đã làm thủ tục bàn giao bé Duyên cho Ủy ban Nhân dân xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, nơi quản lý khu vực bé bị bỏ rơi. Sau khi xem xét, đánh giá các điều kiện đối với những người nhận nuôi con theo quy định của pháp luật, Ủy ban Nhân dân xã Tân Tiến đã bàn giao bé Duyên về gia đình mới. Trước đó, như báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, cách đây hơn một tháng, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7, bé gái sơ sinh được người dân phát hiện ở một bụi cỏ ven đường tại địa phận xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang trong trạng thái nguy kịch. Em bé không một mảnh vải trên người, bụi đất bẩn dính đầy mặt với hàng trăm con giòi bò khắp cơ thể đầy những vết xước do côn trùng đốt khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều xót xa. Ngay lập tức, bé được đưa đến bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cấp cứu. Khi bé nhập viện, các y bác sĩ khoa sơ sinh đã thực hiện đồng bộ các biện pháp để cứu tính mạng bé. Kiếp trực đã lấy hết những con giòi trong mắt, mũi, tai, miệng và rốn của bé, dùng thuốc nhỏ mắt, mũi, tai, dùng kháng sinh chống nhiễm trùng, làm xét nghiệm tầm soát các bệnh lý lây nhiễm. Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường, chuyến 50ml huyết tương tươi nhóm BRH và dùng 3 loại kháng sinh phối hợp điều trị nhiễm khuẩn. Bé cũng được tiêm kháng huyết thanh chống uốn ván và được các bác sĩ khoa tai mũi họng mắt của bệnh viện thăm khám, đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Bên cạnh đó, vấn đề dinh dưỡng cho bé cũng rất được lưu tâm. Tại khoa sơ sinh, em bé được chăm sóc toàn diện cho tới khi sức khỏe bé ổn định. Một tháng nuôi dưỡng bé tại khoa sơ sinh trong khi đợi chính quyền địa phương xác minh nhân thân và gia đình có đủ điều kiện để nhận nuôi, có lẽ là khoảng thời gian rất đặc biệt với đội ngũ y bác sĩ. Ngay từ khoảnh khắc bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhìn thấy hàng trăm con giòi bỏ ra từ mắt, mũi, tai, miệng, dây rốn chưa được cắt khô teo lại và các nếp gấp ở vùng cổ, nách, bẹn của bé đã khiến tất cả nhân viên y tế có mặt không khỏi bàng hoàng xót xa. Họ chưa từng gặp một trẻ sơ sinh nào bị bỏ rơi đáng thương đến như vậy. Suốt 30 ngày, bé đã được các y bác sĩ khoa sơ sinh của bệnh viện chăm sóc như chính con đẻ của mình. Từ một em bé bị bỏ rơi với cân nặng là 2,5kg, trên cơ thể nhiều vết xước do côn trùng đốt, có tình trạng rối loạn đông máu, nhiễm trùng, sau một tháng, bé đã tăng thêm 1,3kg, khỏe mạnh và đáng yêu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Lệ, trưởng khoa sơ sinh cho biết, đội ngũ y bác sĩ khoa sơ sinh đã từng nuôi dưỡng nhiều trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, nhưng bé là trường hợp đáng thương nhất. Các y bác sĩ khoa sơ sinh đã trở thành chỗ dựa duy nhất như những người mẹ thứ hai, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và điều trị tận tình để bé nhanh hồi phục sức khỏe. Chăm sóc lâu ngày, các y bác sĩ đều rất yêu mến bé, trộm vía bé rất ngoan, không quấy khóc và cũng rất thích được massage. Đây cũng là liệu pháp giúp bé phát triển thể chất, trí tuệ, tình cảm, tăng cường phát triển hệ thần kinh, tăng cường phát triển hệ miễn dịch và nâng cao sức đề kháng với bệnh tật. Nữ bác sĩ chia sẻ, dù biết một ngày không xa, bé sẽ có nơi ở mới, phải rời xa vòng tay của các y bác sĩ, nhưng với trách nhiệm của mình, khoa sơ sinh luôn muốn mang lại cho bé cảm giác an toàn cùng sự chăm sóc chu đáo nhất trong những tháng ngày đầu đời cần nhiều yêu thương và chở che. Tròn một tháng được nuôi dưỡng tại khoa sơ sinh, bé đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn, da hồng hào, mỗi cư sữa còn ăn khoảng 100ml sữa, nặng 3,8kg và rất xinh xắn. Trong suốt quá trình nuôi dưỡng tại bệnh viện, bé có nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng và đặc biệt là ban giám đốc bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. Ban giám đốc luôn theo dõi sát tình trạng sức khỏe của bé và chỉ đạo các khoa phòng trong bệnh viện phối hợp tạo mọi điều kiện tốt nhất về trang thiết bị, vật tư y tế để chăm sóc bé. Toàn bộ chi phí điều trị của bé được miễn phí 100%. Bà Thân Thị Thu Hiền, phó giám đốc bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang bày tỏ, một em bé được sinh ra an toàn, khỏe mạnh đã là một phép màu. Một em bé bị bỏ rơi ở ven đường dưới tiết trời mùa hè khắc nghiệt, bị côn trùng đốt khắp người và được các y bác sĩ khoa sơ sinh nỗ lực cứu sống để lớn lên khỏe mạnh trong tháng đầu đời còn hơn cả một điều kỳ diệu. 30 ngày qua, các y bác sĩ khoa sơ sinh đã trở thành những người mẹ thứ hai của bé, cần mẫn, tỉ mỉ chăm sóc cho con từng chút một. Nhìn lại hành trình lớn lên của thiên thần nhí, bất kỳ người mẹ nào cũng cảm thấy thật ấm lòng và cảm thán sức sống của con thật mãnh liệt. Phó giám đốc bệnh viện xúc động chia sẻ rằng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các nhà hảo tâm và cộng đồng vì những tình cảm yêu thương và những lời động viên khích lệ tinh thần dành cho đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện trong suốt quá trình chăm sóc bé. Tôi cũng hy vọng rằng bé sẽ có cuộc sống an nhiên, hạnh phúc và lớn lên trong tình yêu thương của tất cả mọi người. Tròn một tháng nuôi dưỡng bé, bệnh viện đã làm thủ tục trao bé cho Ủy ban Nhân dân xã Tân Tiến, nơi bé bị bỏ rơi, để chính quyền địa phương trao bé cho người nhận nuôi theo đúng quy định của pháp luật.
Ủy ban Nhân dân xã Tân Tiến cho biết, sau khi xem xét đánh giá các điều kiện đối với những người nhận nuôi con theo quy định của pháp luật, bé đã được đôi vợ chồng hiếm muộn nhiều năm nhận nuôi dưỡng và được khai sinh với tên thật là Ca Duyên. Cái tên mang ý nghĩa như một mối lương duyên tốt đẹp mà định mệnh đã sắp đặt.